vì sao chúng ta nhất định phải cố gắng từng ngày. Một, để bản thân có thể ngẩng cao đầu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 2. Bởi vì không những muốn trở thành chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của bố mẹ, mà còn phải trở thành chiếc áo giáp chống đạn cho cha mẹ. 3. Vì chỉ mong sau này sẽ có người chửi tôi kiểu, học thức cao thì ngon lắm hả? 4. Được lựa chọn chứ không phải chờ đợi, không phải chật vật nhờ vả, xin xỏ ai bất cứ điều gì. 5. Không muốn ba mẹ tôi trước mặt người thân bạn bè phải cúi đầu như ô sin của họ vậy. 6. Học ở trường hạng 3 không đồng nghĩa với việc chỉ có thể có cuộc sống hạng 3. Hai thứ này không liên quan đến nhau. 7. Đã không có vẻ đẹp trời sinh thì phải trở nên tài giỏi ưu tú. 8. Bạn càng giỏi thêm một phần, càng ít đi một câu cầu xin người khác. 9. Vì xấu. 10. Chỉ cần em đủ nỗ lực, kết quả tệ nhất cũng chỉ là có tài nhưng thành công muộn mà thôi. 11. Đối với những người không muốn kết hôn thì học lực tốt, công việc lương cao sẽ làm giảm đi những lời xì xào xung quanh. Đây chính là ý nghĩa mà việc nỗ lực mang lại. 12. Cố gắng để không phải hối hận. 13. Tôi là sinh viên mỹ thuật, vừa thi đậu đại học. Nghe học phí hơn 30 triệu, cô dì chú bác đã khuyên cha mẹ cho tôi nghỉ đi. Con gái nông thôn học nhiều thì có ích gì. Nhưng ba chỉ nói với tôi một câu, con gái, người khác nói gì không quan trọng. Trong lòng cha, con mãi là niềm kiêu ngạo, tôi nào dám không cố gắng. 14. Nếu không cố gắng, bạn vĩnh viễn không biết bản thân có bao nhiêu sự ưu tú. 15. Thế giới rộng lớn là vậy, nhất định phải để ba mẹ nhìn ngắm một lần. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.